Xin chào quý vị khán giả, chúng ta đến với nhanh được trực tiếp tại sân bóng đá Hiếu Thảo Sport của Bến Đức Long An để theo dõi trận cầu dấu giữa cao thủ Bảo Huy FC và De Bru. Trong trận cầu này thì Bảo Huy sẽ thi đấu với trang phục sắc vàng đen và hiệp một này trận giữ khung thành ở bên phía cánh phải. Trong khi đó thì De Bru sẽ thi đấu với trang phục quen thuộc là sắc đỏ bá trầu và sắc vàng trận giữ khung thành ở bên phía cánh trái. Mọi thứ đã sẵn sàng và tiếng còi khai cuộc của hai đội bóng cũng đã được bắt đầu. Hơi mạnh. Hoài Thương vẫn đang là cầu thủ đá ở trên hàng tấn công cho De Bru. Cảm ơn Toàn Đinh. Toàn Đinh đã nhắc đến người bạn của mình là Tiến Nguyễn. Và hy vọng là anh em ra kèo liệu là Tiến Nguyễn sẽ giữ sạch lưới và thủng lưới bao nhiêu bàn nguy hiểm. Đây rồi. Tỷ số đã mở dành cho cầu thủ Bảo Huy. Hứa Văn Cường đã ghi bàn cho cao thủ Bảo Huy FC. Và đó là tình huống để thủng lưới đầu tiên của Tiến Nguyễn. Cảm ơn bà. Một năm vừa qua thì công tác với các trận đấu thì La Bóng Đá đã có cơ hội để gửi đến những cuộc so tài thường xuyên. Và bàn thắng thứ hai và lại là Hứa Văn Cường. Tỷ số là 2-0 cho cao thủ Bảo Huy. Khoảng trống là quá nhiều mà phòng ngự của De Bru đã dành cho đối phương. Cả hai bàn thắng đều đến do công của số 20. Ngày hôm nay cũng là ngày cuối năm của 2020 thì anh Yên cũng cảm ơn và gửi lời chúc cho tất cả mọi người sẽ có một năm 2021 nhiều thuận lợi ở phía trước. Vô dĩ một năm mà chúng ta có quá nhiều những biến động. Vừa rồi thì các thủ Roberto đã có được pha bàn để rút ngắn khoảng cách còn 1-2. Đó là công của số 4 Ốc Bưu. Một pha tấn công từ khu vực giữa sân. Ốc Bưu đã dốc biên cánh trái rất tốc độ và có pha làm bàn. Ngoài Phi Hùng thì phòng ngự của cao thủ Bảo Huy ở về cánh trái của họ trao cho cầu thủ áo số 12 Phạm Vĩ và bên cánh phải là Tuấn Rồng. Đảo cánh của Hoàng Sinh dành cho Phạm Vĩ. Lấy bóng cho cầu thủ Bảo Huy. Vẫn là Phạm Vĩ chuyền vào. Khoảng trống là rất nhiều và hat-trick của Hứa Văn Cường. Cả 3 bàn thắng của Bảo Huy đều đến do công của số 20. Đường chuyền vào của Phạm Vĩ. Bình Kha hỗ trợ kịp thời của đội trưởng Lực Trường. Là số 20 Ốc Bưu. Đội hình đã dâng lên quá cao. Hãy cẩn trọng pha bóng này, đó là tiền của cô. Bóng vẫn còn nguy hiểm. Tỷ số là 4-1. Cờ dành cho Hứa Văn Cường. Bóng thuộc quyền kiểm soát cho cầu thủ Bảo Huy. Phạm Vĩ. Hoàng Sinh. Xử lý bóng tốt của đội trưởng Lực Trường. Ốc Bưu. Chân trái. Tỷ số rút ngắn còn 2-4. Lần này là Hoài Thương. Khoảng trống xuất hiện hiếm hoi nhưng Hoài Thương đã tận dụng tốt. Rất nguy hiểm và chạy cắt mặt thành công. Bóng đi khá nhẹ nhưng vẫn có pha làm bàn để rút ngắn khoảng cách cho De Bru.
Đó là bàn thắng được tính do công của Minh Kha. Mặc dù băng ra, tuy nhiên thủ thành của Bá Huy FC cũng đã bị che chắn tầm nhìn và khiến cho anh phải vào lưới nhấc bóng. Tỷ số rút ngắn có 3-4. Bằng ra, tuy nhiên Thiagoco là người đã đánh lừa được thủ thành của Dobro. Tỷ số nâng cao là 5-3. Động tác giả qua người khá bề mại của Thiagoco. Xem rằng chưa tận dụng tốt cơ hội. Là Hứa Văn Cường. Khá nguy hiểm. Rất dễ dàng. Và tỷ số lại có dành cho các thủ Bảo Huy. Lần này người ghi bàn đó là Hoàng Sinh và nâng tỷ số lên 6-3. Hứa Văn Cường đã vượt qua được số 17 và tất nhiên việc đối mặt với thủ thành Tiên Nguyễn thì bàn thắng thứ 5 đã đến dành cho số 20 của Bảo Huy. Và anh đã giúp cho bàn tỷ số của đội bóng của mình nâng lên con số 7. Bàn thắng vừa rồi cũng chính thức là bàn thắng thứ 10 trong cuộc so tài này. Và các phần phẩy đơn vị vệ tinh. Cảm ơn và chào những khán giả của fan phẩy bên phía Hiếu Thảo Sport. Như vậy đã có được pha làm bàn cho cao thủ Đội Bồ Đồ để rút ngắn khoảng cách ở hiệp đấu thứ hai này. Đó là tình huống ghi bàn của số 20 đội trưởng Lực Trường để rút ngắn tỷ số còn 4-7. Cú dứt điểm từ biên phía cánh trái. Khó chịu. Bóng đã bị tác động và khiến cho nó đổi hướng. Lấy bóng khá nhẹ nhàng và chính xác của Hoài Tương. Dứt điểm từ xa. Và anh đã giúp cho cao thủ Đội Bồ Đồ có bàn thắng thứ 5. Hoài Tương đã có một pha dứt điểm rất tinh tế của mình. Và nó cũng là cú đúp của anh ở trận đấu này. Tại theo dõi lại bàn thắng rất đẹp. Bóng đi chìm và đủ hiểm ốc để có thể đánh bại được thủ thành số 32 của Bá Huy. Khoảng trống rất nhiều của Tuấn Đòm. Tưởng chừng như đó là cú dứt điểm hỏng nhưng nó lại là một đường chuyền thuận lợi dành cho số 18 Thi Công Bộ. Và anh đã nâng tỷ số lên con số 8-5. Đó cũng là cú đúp của Thi Công Bộ ở trận đấu này. Đăng Quang. Rất đáng tiếc là mạng lưới của Đội Bồ Đồ tiếp tục bị thủng lưới. Lần này là hat trick của Thiagoco. Tỷ số nó lên là 9-5 cho Bá Huy FC. Dự đoán của chúng ta nằm ở ngoài khung giờ rồi anh Trương Tiger. Lưu ý giúp anh Yên rồi. Đến phút thứ 20 của hiệp đấu thứ hai thôi.
Bây giờ nó là phút thứ 23 rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc là thời gian thi đấu chính thức của hai đội bóng sẽ chỉ còn khoảng hơn 10 phút nữa. Đội trưởng lực chưa? Pha xử lý rất mềm mại và có bàn thắng thứ 6 cho Double Do. Group dành cho đội trưởng số 20. Anh đã quyết định xử lý động tác để qua người. Rằng sự đối phương sau đó quả trống xuất hiện nhiều thì mới có cú dứt điểm không dài. Đăng Khoa chuyển hơi non là Hứa Văn Cường. Hòa Sinh, bộ đôi giữa Hòa Sinh, Hứa Văn Cường và Thiên Coco đã có sự nhịp nhàng và thi đấu cực kỳ tốt. Vừa rồi thì họ có bàn thắng thứ 10 và đó là bàn thắng thứ 6 của Hứa Văn Cường trận đấu ngày hôm nay. Hòa Sinh cùng số điểm của số 10 Hòa Sinh group của anh. Lại là Hứa Văn Cường rất chống trải. Hứa Văn Cường không phải là Lan Thiên Cô, bây giờ mới là Hứa Văn Cường. Tiếp tục có pha làm bàn, nâng tỷ số lên con số 13, 13-6. Anh Sơn, đó là anh Sơn. Tuyến trọng dành cho đội trưởng Lực Trường. Chính xác. Pha làm bàn của đội trưởng Lực Trường. Hòa Sinh chân cháy nâng lên con số 14 bàn thắng cho Bảo Huy. Ở những phút cuối của số này thì liên tiếp có những pha làm bàn được ghi dành cho cô chơi. Và lần này là pha ghi bàn của Hòa Sinh, anh cũng đã hoàn thành hat-trick của mình. Một trận đấu mà hat-trick rồi poker cho một cầu thủ. Đến lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu giao hữu của các thủ đô Bado và Bảo Huy tại sân bóng đá Hiến Thảo Sport trong buổi tối ngày hôm nay. Ngày cuối cùng của năm 2020 theo Tết dương lịch. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và anh Nhiên sẽ hẹn gặp lại quý vị vào những trận đấu tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.